Hello, quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Lại là mình đây. Mình đã quay trở lại anh em ơi. Và mình rất vui được gặp anh em những clip tiếp theo nha anh em. Và hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Na nha anh em. Với bộ trang phục là FLVP nha anh em. Mình nghe nói là skill của Nakarov FLVP bị đố anh em ơi. Khi dùng 1-2-1 nó bị cực anh em ơi. Phải ra luôn nè. Đi, vô cát em, vô cát. Rồi, không đánh được anh em ơi. Bỏ nha. Về nha anh em. Giết kìa. Đi farm nha anh em. Giết lên đánh nhau với Blayta anh em ơi. Nè. Tại mình gài trận này nó không có AD anh em. Chị Vân đang được giữa kìa. Như rừng tâm bạn chưa lên level 3 anh em ơi. Rồi, chị Vân chết luôn rồi kìa. Chắc chị Vân thọt lắm anh em ơi. Rồi, vừa lấy tạm chết luôn rồi. Đánh xong mùa này lên đường trên canh nha anh em. Nhanh nè. Rồi. Đánh luôn, đánh luôn. Ui đầu xanh anh em đừng có thấy gì nha anh em. Nó dùng chưa hai anh em ơi. Nói sơ về cái bộ kỹ năng của Nagarok khi không bị lỗi nha anh em. Đối với mình thì mình xài cái bộ kỹ năng 1-2-1 thì bị thượng chút rồi anh em ơi. Còn anh em thì biết nè, không biết sao. Rồi Ome dưới đây anh em ơi. Rồi anh em dùng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1, chiêu 1 anh em ơi. Đó anh em có thể dùng là chiêu 2, 1, 1 anh em ơi. Hoặc là 1, 1, 2. Nhưng mà cái này nó anh em không quen chứ anh em. Tập mà. Giếp kìa. Đánh giếp luôn. Rồi anh được một xanh à. Rồi anh em ơi, anh luôn mạng rồi. Đi, chị Vân đứng giữa nha. Anh cũng quá rồi trời. Chị Vân cho bạn về anh em ơi. Rồi, lên đường ghế chơi anh nha anh em. Chị Vân đang kia kìa. Chị Vân bây giờ thọt quá anh em ơi. Không đánh được rồi. Rồi chị Vân chết rồi anh em ơi. Mà lốc thì đang ở giữa đếp đính kìa. Bê Na thì đang đây nha. Lên luôn nha. Do anh em bạn là cầm tốc hành nha anh em. Kèo này hơi căng à. Đánh luôn đã. Đánh được đánh được. Bắt AD chứ nha anh em. Rồi AD bị chết rồi anh em ơi. Nếu anh em muốn mà thắng nhanh thì anh em phải bắt chủ lực nha anh em. Thường là chủ lực hay đang sao anh em ơi. Chị Vân nè. Rồi nó tỉnh quá anh em ơi. Chị Vân nó về anh em ơi. Đi farm nha. Đi farm là cái đồ để đánh nhau anh em ơi. Ở dưới cái jeep kìa. Jeep show. Bạn Ngọc với bu đồ với phù hiệu mình để góc mình thấy hết nha anh em. Anh em có thể tham khảo. Rồi nghe. Dưới cái lên nhau kìa. Mà đánh chị Vân nha anh em. Chị Vân ngồi ấy kìa. Rồi không đánh được anh em ơi. Cái chắc kiểu gì tên, cái chắc kiểu gì chị Vân cũng vô bùa xanh nè. Ê, nắm vô luôn kìa anh em ơi. Cướp luôn nha anh em. Không có kiểm lâm đây mình cướp luôn em ơi. Được nghe chị Vân kìa. Đã cướp được bùa phải cướp luôn cái mạng kìa. Cái chọt một mạng. Về vô xanh nha anh em. Ê cái chị kia đánh nhau kìa. Cái bu đồ là mình nói luôn nha anh em.
là mình lên là đao truy hồn, món đồ thứ hai là kê kim cương để giảm miễn khống chế của tên bạn anh em. Món đồ thứ ba là thương xuyên phá, chủ thương xuyên phá này giảm sức mạnh nhưng mà mình vẫn lên nha anh em. Hoặc là anh em có thể đổi là kiếm Muramasa nha anh em. Món đồ thứ tư là phúc kiếm, món đồ thứ năm là thanh kiếm, món đồ cuối cùng là giáp mà nha anh em. Trận này mình lên full đồ nha, full đam nha. Rồi anh được rồi anh em ơi, chơi cái nhau một chỗ anh em ơi, xuống ra đường dưới nha. Tên mạnh châu lắm anh em ơi. Rồi xuống nha anh em, có anh vừa đỏ luôn. Rồi Triệu Vân với ấy gì đây luôn nè. Rồi anh được ấy rồi, đánh luôn nha. Rồi tên mạnh có 4 người đen anh em ơi, mà giết một người rồi bò nha em. Đánh không lại thì chạy nha em, chứ đánh cố nữa thì nó giết mình luôn anh em ơi. Chị Vân chắc thì dễ rồi quá. Thôi chị Vân kìa, chị Vân còn nửa cây nha. Rồi mà thôi đi, chắc tôi cũng về luôn rồi quá. Nó bột xanh nha. Ở trên cái đá nhau kìa anh em ơi, mà lóc dụ đi mà lóc. Rồi ê chị Vân dưới nha. Ủa trên này có ấy rồi anh em ơi, mà lóc vô trước em mà lóc. Rồi ui chưa cuối hộp anh em ơi, không sao. Ui tên bạn hơi khó chịu anh em ơi, cái con jeep hút anh em ơi. Ai ở đây nha anh em, vì hồ xanh đã cay luôn rồi kìa. Lên nha, díp díp mày không chạy được đâu. Rồi một mạng anh em ơi, ở giữa kìa, đây là chỗ gì đâu, đánh luôn nè. Này khóa thật đánh nha. Ở giữa là có John nè anh em ơi. Đánh được nè. Ui mà lớp còn chưa cuối hộp cũng là một mạng rồi nè. Đánh luôn. Rồi vô cát anh luôn John nè anh em ơi. Comment nè. Mà nó hút rồi anh em ơi. Bị chói nè. Trận này tên mình có Vina để hồi máu cho anh em. Tay rút lui về ăn cái bột xanh nha anh em. Về bột xanh tem đen Blade ơi. Mày đánh nhau được nè. Mày nó bỏ luôn anh em ơi. Tao thấy rút thôi nha. Tao bạn thủ trụ gắt quá anh em ơi. Cái bột xanh nha anh em. Em không có ăn thì mới ăn anh em ơi. Dễ đánh nhau rồi, qua nha. Rồi chị Vân chết rồi, chị Vân thọt quá anh em ơi. Bắt chủ lượng tiếp nha anh em. Rồi không được mạng luôn anh em ơi. Đấy luôn nè. Một mạng anh em ơi. Các bạn còn mỗi díp nha. Dê lính là chàng vô anh em ơi. Đánh luôn, đánh luôn. Ui đồ có xanh ở tay ấy qua bên kia anh em ơi. Rồi vô cát dưới luôn rồi. Hay Triệu Vân kìa. Rồi vô cát không có sự công sống người anh em ơi. Vui vẻ nha anh em. Đánh được nè. Từ từ nha, chờ tới bạn được cây cái. Rồi đánh được nè. Rồi cái Omen chết. Rồi đánh Carrot dít nè. Rồi chết rồi nha anh em. Chịu Vân kìa. Tay bạn chết 3 và tay mình cũng chết 3 nha anh em. Chỉ số là 20, 23, 10 anh em ơi.
Đây có thánh kiếm rồi nha. Giờ 2008 sẽ thường rồi nha anh em. 2009 luôn nè. Ui. Nên quẹt nhẹ cái nha anh em. Bắt chủ lực tại bạn nha anh em. Rồi nó hút luôn kìa. Bắt luôn. Rồi. Ui zip về luôn anh em ơi. Đánh luôn, comment nè. Ui. Ui mém hẹo anh em ơi. Quay 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 quay. Quay. Đậu xanh anh em ơi. Quất không kịp. Coi như anh em không thấy gì anh em. Bức cả mình. Phụ hiệu mình vẫn là xài phụ hiệu cũ nha anh em. Là có mỗi thay đổi là mỗi cái kia là mỗi cái phiên nhánh phụ thứ nhất là đổi thành hồi máu suy cấp nha anh em, chứ không phải quả cầu con sư nữa. Về đánh không được đâu. Trời, mà lốc chết rồi anh em ơi. Chào xin lại này em bù đỏ ơi. Bắn lẻ cho bạn nha anh em. Này về đi. Buôn cát với bây nào. Bây na chết luôn rồi anh em ơi. Buôn cát có sống được hay không? Rồi buôn cát chết luôn rồi. Cái này núp cây tay mạng qua đây em nha anh em. Tay mạng qua đây này. Này do bây giờ bắn thốn qua anh em ơi. Anh em lưu ý là Nakarov chỉ là đầu, chỉ đánh được đầu game với dưới game thôi nha anh em. Chứ cuối game mình lết không đổ anh em ơi. Tên bạn lết full đổ hết rồi. Thì khó đánh lắm. Ui lắc. Bình 400 mấy luôn anh em ơi. Không hiểu sao bữa giờ cứ vậy anh em à. Ui kìa cá giúp kìa, đánh luôn nha. Đây đánh luôn này. Ê, bắt luôn AD này anh em ơi. Rồi bắt được AD này anh em ơi. Đây bạn đang ở kia nha. Thắng luôn nha. Nếu mà anh em thấy mình nói có bị sao là nhưng mà anh em thông cảm nha. Mình bị sổ mũi anh em ơi. Kỳ gì chứ vẫn cũng về rồi nè. Rồi đánh luôn nha. Chờ em vô trước nha anh em. Mình hôm nay là mở vô tranh với nha anh em. Đánh luôn nè. Có giáp phòng mệnh này không? Lợi không sao lo nữa. Rồi mày vậy. Chắc mình sẽ kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Từ định nhà cái. Và mình chúc anh em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc gia đình nha anh em. Và mình cảm ơn anh em đã xem hết clip này nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo nha anh em. Bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nha. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nha. Ok.